rồi. Rồi câu hỏi con nào. Now introduce yourself. Hello. My name Susu. Nice to see you. Rồi. Nice to see you. Hello. Hello. My name Timmy. My name Timmy. Nice to see you. Nice to see you. Hello teacher. Yeah. My name is Sushi. Yeah. What class are you in? Class 3, I study at Nguyễn Văn Driving School. Yeah. And my hobby is drawing. Yeah. I love Việt Nam. Rồi, con đoán là được điều gì? Có một người mẹ Việt thì đẻ ra được rất nhiều đứa con. Và một ngày bà nhận thấy là trong những đứa con đó có một đứa con xấu xí, màu đen. Đúng rồi. Vậy thì bà làm quyết định như thế nào? Bà quyết định là vẫn nuôi nó. Nhưng càng ngày càng lớn lên thấy nó không cực khác, nó thấy nó khác mình. Bà nhận ra nó không cùng chủng loại với mình.